Wow, trông ngon quá mà rõ ràng là Linh chưa bao giờ được ăn cái bông xo đũa này. Nên là có chút ghen tị nên phải nói một chút về món ăn yêu thích của mình. Đấy là bông thiên lý hay gọi là hoa thiên lý. Là xào với nấu canh đúng không? Đúng rồi. Cái đó ở miền Tây cũng có đúng không? Đúng rồi, lúc nãy thì Linh Đan và Vân Anh đều nói rằng là miền Tây đều có. Nhưng mà thực tế ra thì bông thiên lý lại là một cây sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thời tiết là nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, đó chính là miền Bắc. Và hoa thiên lý thì cũng được dùng như là một cái phương thuốc và cũng có rất nhiều món ăn được chế biến từ hoa thiên lý. Và cái cách để chúng ta chế biến hoa thiên lý thì cũng có rất nhiều cách, bởi vì là ví dụ như là chúng ta có món này lẩu mắm hoa lý này, hoa lý nấu canh này, hoa lý xào tôm này, hoa lý luộc này, hoa lý làm gỏi, vân vân và vân vân. Và hoa thiên lý thì cũng có rất nhiều chất dinh dưỡng chứ không có kém gì bông xo đũa đâu ạ. Ví dụ như là cũng có vitamin C, B1, B2 và các khoáng chất cần thiết như là canxi, phốt pho, sắt và kẽm. Thế bây giờ để chúng ta cùng hiểu rõ hơn là hoa thiên lý có những cái tác dụng như thế nào và cách chế biến ra sao so với xo đũa như thế nào thì chúng ta hãy cùng đến với file ngay sau đây ạ. Mâm cơm gia đình sẽ là thiếu sót nếu thiếu một món xào cũng được làm từ hoa là bông thiên lý. Cứ mỗi dịp hè, hoa thiên lý nở thơm ngát, còn là món ăn rất mát và bổ, trừ được dung kim, giải nhiệt, an thần. Vì trong thành phần của hoa thiên lý có chất xơ, đạm, các loại vitamin C, B1 và nhiều khoáng chất, nên rất tốt cho sức khỏe. Tương tự như xo đũa, bông thiên lý cũng được kết hợp độc đáo trong rất nhiều các món ăn, nhưng tự chung, đơn giản mà dễ làm nhất có lẽ là bông thiên lý xào tỏi phi. Là món ăn thanh đạm mà không kém phần ngon cơm. Đầu bếp mẹ Cúc chia sẻ, bông thiên lý cần chọn những chùm hoa mới nở, ngâm nước cho hết kiến. Nếu chùm hoa to thì tách ra làm 2-3 nhánh nhỏ cho vừa miệng ăn. Bên cạnh đó, đầu bếp nếu biết phát huy hết công dụng của thực phẩm, hạn chế sử dụng gia vị, bột ngọt, thì món ăn ra lò sẽ phát huy được độ ngon lành vốn có. Chẳng hạn như mình nấu canh đó, là mình không có nấu bằng bột ngọt, mà mình nấu từ cái cây mía nó hầm ra, mình lấy nước ngọt để mình nấu. Chứ là các loại chẳng hạn như nấm nè, bây giờ mớp nè, đó mình mua những cái rau sạch mình về mình nấu. Tại vì thứ nhất mình bảo quản cho công ty, nhà mình ăn cơm sạch, nhà mình vui lắm, ăn cơm chẳng hạn như mỗi ngày là một món. Ví dụ như bữa nay thì mẹ Cúc ơi cho con ăn tôm rang thì mình mua tôm, ngày mai mẹ Cúc ơi cho con ăn gà, mình mua gà.